Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn những chiếc xe đồ chơi công trình nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn rất là nhiều xe đồ chơi đấy. Mình sẽ khám phá ở đây trước đi các bạn ơi. Đầu tiên là một chiếc xe vận tải vận cẩu này. Đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu nha. Đấy, các bạn thấy đẹp không? Bởi vì chiếc xe này có cái cần cẩu này. Đấy, và có cái thùng thì gọi là xe vận tải vận cẩu các bạn nhé. Chiếc xe này rất là đẹp luôn. Đấy, chiếc xe này xịn luôn. Đấy, các bạn thấy không? Mở thùng như thật luôn. Quá là đẹp. À, đấy, các bạn thấy không? Nào, đấy, các bạn thấy đẹp chưa? À, còn đây là một chiếc xe màu trắng này. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát. Ô tô cảnh sát này là ô tô cảnh sát G65 nhá. Đấy, ô tô cảnh sát G65. Đây, mở cốp này. Đấy, mở cốp luôn. Đẹp luôn đấy các bạn ạ. Mở được hai cánh cửa luôn. Đấy. Đẹp chưa? Các bạn này đẹp chưa? Xịn chưa? Quá là đẹp luôn. Rồi, bây giờ lại giới thiệu với các bạn. Tiếp theo là một chiếc xe máy xúc cát nhá. Đây là xe cần cẩu chuyên đi xúc cát này. Xe này thì xe điều khiển các bạn nhá. Có gầu bằng sắt nguyên khối xịn sò luôn. Gầu bằng sắt nguyên khối xịn sò nhá. Đấy, bây giờ mình chơi luôn nhá, mình bật đằng sau này. Đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ bật điều khiển lên cho các bạn xem. Chiếc xe này rất là xịn luôn. Ấy, xoay cần luôn này. Các bạn nhìn nhá. Ừ, xoay cần luôn đấy. Xoay cần luôn, xịn không? Đây các bạn nhìn nhá, mình đấy, hạ cần này. Hạ cần. Ấy, ghê không? Bốc đầu luôn. Nó không? Wow, wow, wow. Hay, hay nhờ. Wow. Đấy, hạ cần này. Đấy. Các bạn này. Xịn chưa? Lên lên đấy, nâng cần luôn này, nâng cần. Đấy, các bạn thấy ngầu không? Đấy, bây giờ mình xoay xoay nhá. Xoay cần. Đấy, đẳng cấp chưa? Wow. Ui trời, ui trời, ui. Các bạn thấy ngầu chưa? Rất là đẳng cấp luôn. Một chiếc xe máy xúc rất là đẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ để chiếc máy xúc này ở đây nhá. Mình khám phá tiếp. Đấy. À, đấy, bây giờ mình sẽ khám phá chiếc xe này đi. Đây là một chiếc xe container này. Đây là xe container của Mỹ các bạn nhá. Xe container của Mỹ, đầu kéo container của Mỹ này. Đấy, đầu kéo màu đỏ nhá. Đầu kéo container màu đỏ. Rất là đẹp. Đấy, đẹp chưa? Các bạn thấy chiếc xe này xịn không? Quá là đẹp luôn nha. Quá là xịn luôn. Đẳng cấp luôn đấy các bạn ạ. Đấy. Còn đây cũng là một chiếc xe container của Mỹ này. Xe container của Mỹ này chuyên đi chở hàng các bạn nha. Xe container của Mỹ này là cabin màu trắng này. Đấy, cabin màu trắng nha. Rất là đẹp luôn. Đấy, hai chiếc xe container này rất là đẹp. Ở đây là xe container chuyên đi chở ô tô này các bạn. Đấy, xe container này chuyên đi chở ô tô nha. Xe container này cabin màu cam này rất là đẹp này. Đấy, cabin màu cam rất là xịn luôn. Rất là đẹp nha. Đấy, hai tầng luôn đấy các bạn ơi. Hai tầng luôn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy. Ừ, bây giờ mình lại giới thiệu với các bạn. Tiếp theo là một chiếc xe. Chiếc xe vận tải vận cẩu này. Đấy, đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu nha. À, chuyên đi giải cứu ô tô và máy xúc này. Đấy, chiếc xe này rất là đẹp luôn. Đây là chiếc xe vận tải vận cẩu, cẩu máy xúc cát này. Đấy, cẩu máy xúc cát rất là xịn luôn. Đấy, rất là đẹp nha các bạn thấy không? Chiếc xe này rất là đẹp và mới. Rồi, bây giờ mình giới thiệu với các bạn. Tiếp theo là một chiếc xe ô tô cảnh sát này. Đây là một chiếc xe tải. Xe tải này là xe tải chuyên đi chở ô tô cảnh sát này. Đấy, đấy, hai tầng luôn đấy các bạn ạ. Xe tải hai tầng rất là đẹp luôn. Rất là xịn luôn đấy các bạn ơi. Đấy, đẹp chưa? Wow, mới chưa các bạn thấy chiếc xe này mới không? Cabin màu trắng này. Đây là xe tải của Mỹ luôn nha các bạn nha. Xe tải của Mỹ luôn này. Rất là xịn luôn. Đấy, đẹp chưa? Nào, đây đây đây, giới thiệu với các bạn. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát xịn sò nha. Đây là một chiếc siêu xe ô tô cảnh sát này. Có số 0911 này. Đấy, có cả lốp dự phòng này các bạn ơi. Chiếc xe này quá là đẹp luôn nha. Màu trắng rất là đẹp luôn. Các bạn có thích chiếc xe này không? Đấy, đẹp chưa? Mới chưa này. Ui, chiếc xe này phải nói là quá là xịn luôn. Đấy, rất là đẹp luôn đấy các bạn. Nào, bây giờ này là đây là một chiếc xe này, là một chiếc xe ô tô cảnh sát cũng là G63, nhưng mà chiếc xe này là mẫu đỏ các bạn ạ. Rất là đẹp nha. Đấy. Đây nữa này. Ui, wow. Đây là một chiếc xe này, là một chiếc xe cứu thương này các bạn. Đây là một chiếc xe cứu thương nha. Xe chở bệnh nhân này. Xe cứu thương có 3 số 9 này. Đấy, xe cứu thương này đẹp chưa? Các bạn thấy đẹp chưa? Quá là đẹp luôn đúng không? À, đây có một chiếc xe máy xúc cát cần rất là dài này.
dài, rất là dài luôn. Các bạn thấy chiếc xe máy xúc cát này cần dài rồi, rất là dài luôn nha. Đấy, có gầu bằng sắt nguyên khối luôn này. Đấy, các bạn thấy đẹp không? Quá là đẹp luôn. Nào, đây có một chiếc xe này, là một chiếc xe xe này là xe chở tên lửa nha. Xe chở tên lửa này rất là đẹp luôn. Đấy, các bạn thấy chiếc xe này đúng không? Xe này là xe quân sự chở tên lửa này. Đấy, đẹp chưa này các bạn? Các bạn thấy xịn sò chưa? Wow, có biển số này, có biển số 91150 này. Đấy, xe này quá là đẹp luôn. Rồi, ok các bạn. Tiếp theo là một chiếc xe bán tải. Đây là một chiếc xe ô tô bán tải cảnh sát nhá. Các bạn thấy đẹp chưa? Rất là đẹp luôn nha. Đấy, mở được cánh cửa luôn. Đấy, đẹp chưa này? Wow. Chiếc xe này màu trắng tinh này. Đấy, chiếc xe ô tô cảnh sát bán tải nha. Chiếc xe này rất là xịn luôn. Mở được hai cánh cửa luôn này. Wow. Chiếc xe này mới và đẹp chưa các bạn ấy? Đẹp chưa? Rất là đẹp luôn. Động cơ chắc là mạnh này. Đấy, các bạn thấy không? Nào, tiếp theo giới thiệu với các bạn. Tiếp theo là một chiếc xe quân sự, cũng là xe quân sự chở tên lửa nha. Đấy, hai tên lửa luôn. Đẹp chưa? Các bạn thấy chiếc xe này ngầu không? Nào, tiếp theo là một chiếc xe này, là một chiếc xe lưng hàng này. Các bạn này, đây là một chiếc xe lưng hàng nhá. Chiếc xe này chuyên đi lưng hàng ở công ty đấy các bạn. Đấy, chiếc xe lưng hàng này có cả bu lăng để lái xe luôn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Rất là xịn sò và đẳng cấp luôn. Nào, wow, ở đây vẫn còn một chiếc xe ô tô cảnh sát này. À, ô tô cảnh sát này màu trắng tinh rất là đẹp này các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình phải chạy thử luôn chiếc xe này xem tốc độ có đỉnh cao nha. Wen 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 wen, wow 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 ấy, chạy nhanh chưa? Ở bên này mình còn rất là nhiều xe cùng mình sang bên này khám phá xem có những chiếc xe gì bên này nhá. Đấy, các bạn thấy không? Bên này mình có rất là nhiều xe công trình này. Đầu tiên là một chiếc xe này, là một chiếc xe xe tải này. Đấy, một chiếc xe tải rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp nha. Đấy, đẹp chưa? Wow, ở đây còn có cả một chiếc tàu thủy này. À, đây là một chiếc tàu điện, xe tàu điện siêu tốc độ đỉnh cao nha. Đấy, một chiếc tàu điện siêu tốc độ đỉnh cao rất là đẹp luôn. Chiếc tàu này chạy nhanh như tia chớp các bạn ạ. Đấy, màu trắng này, ở bên trong chở hành khách này. Đấy, đi du lịch các kiểu các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Wow. Đấy, đẹp chưa? Đẹp chưa các bạn, thấy xịn sò chưa? Nào, tiếp theo là một chiếc xe. Đây là một chiếc xe chuyên đi cần cẩu nha. Xe này nó gọi là xe vận tải vận cẩu nha. Đó, xe vận tải vận cẩu rất là đẹp luôn. Đấy, lưng cả cần luôn. Lưng cả cần luôn. Đó, chiếc xe này có thể hạ được cả cần luôn nha. Wow, chiếc xe này phải nói là quá là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Đấy, rất là xịn luôn. Wow. Ở bên này mình còn rất là nhiều xe này. Đây có một chiếc xe này, là một chiếc xe ô tô cảnh sát này. Ô tô cảnh sát này là ô tô cảnh sát G63 nha. Chiếc xe này cũng thể mở được cánh cửa luôn. À, chiếc xe này như thật luôn này các bạn ơi. Quá là đẹp luôn nha. Chiếc xe này rất là xịn sò luôn này. Đó, đẹp chưa? Các bạn thấy xịn sò chưa? Wow, ở trên này còn rất là nhiều xe đồ chơi mới này. Đây là một chiếc xe cần cẩu gỗ này các bạn. Thấy đẹp chưa? Chiếc xe này xịn sò chưa? Wow, quá là đẹp luôn nha. Đấy, chiếc xe này có thể lưng được cần luôn này. Đấy, lưng được cần luôn này các bạn. Đấy, có thể hạ được cần luôn nha. Đấy, đẹp chưa này. Các bạn thấy xịn sò chưa? Đấy, chiếc xe này có thể cẩu được 7.000 tấn gỗ trên cái cần cẩu này đấy. Đây là xe cần cẩu móc đấy các bạn. Xe này gọi là xe vận tải vận cẩu nha. Rất là đẹp luôn. Rất là xịn sò, đẳng cấp luôn. Ừ, đấy còn rất là nhiều xe này. Đây, đây, mình giới thiệu với các bạn. Đây là một chiếc xe bồn nha. Chiếc xe này là cái xe bồn chở nước này, chở nước để đi tưới cây ấy các bạn ơi. Đây là xe bồn chuyên đi chở nước để tưới cây nha, có cái vòi để tưới cây ở cây xanh này, đấy, cái vòi xịt nước này. Ừ, chiếc xe này rất là đẹp luôn, rất là mới và xịn sò luôn. Đó, rất là đẹp các bạn ạ, nó rất là xịn sò nha. Wow, đẹp chưa các bạn ơi. Ừ, tiếp theo là một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi chở rác này. Đây là xe môi trường chuyên đi chở rác rất là đẹp này các bạn ơi. Rất là xịn sò luôn này. Đấy, có cái thùng nha. Đấy, đẹp chưa? Wow. Nào, tiếp theo là một chiếc xe này, là một chiếc xe tải chở ô tô này. Đây là một chiếc xe tải chở ô tô rất là đẹp này. Đấy, mở được cánh cửa. Ui, cánh cửa không mở được. Đấy, chiếc xe này chở ô tô màu đỏ này. Rất là xịn sò luôn này các bạn. Các bạn thấy đẹp chưa? Rất là xịn luôn. Đó.
Rồi, ở trên này còn rất là nhiều xe nữa nhá. Video sau mình sẽ giới thiệu với các bạn hết nhá. Có các xe chữa cháy này. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây nhá. Các bạn xem video của mình hay nhớ bấm nút đăng ký kênh, chia sẻ video cho mình nhá để mình ra nhiều video, nhiều đồ chơi đẳng cấp hơn nữa nha. Đấy, rồi xin chào hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye nha.